khu vườn khác nhau nhé. Căn nhà gỗ lớn thứ hai, căn nửa ngoài là cái phần này nè, phần này nè. Đây là cái thông tin. À, xác lên đây. Tôi về thì chắc có sách cho. Anh ơi, để anh quay giúp em cái bông hoa. Cái này phải cây bồ đề không ạ? Và đi kiếm bên tầng nữa thì báo là chị Quỳnh. Thank you.
Vô chùa thì cúng thôi, đâu có gì nữa. Sao mình không cúng cho được? Rồi đây đây. Từ từ có người đi xuống. Không sao. Tròn vàng nó dẫn cho xong luôn. Cái dép ạ. Ừ, cảm ơn này. À, quay luôn cái thôi. Châu Ngọc Hoa, anh hình như cái đêm chưa nộp đến. Thế nên có sửa thì cũng có sửa sao. Không dẫn ai nữa. Dạ. Không dẫn ai nữa. Thank you.
Okay.
Thank you.